Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay luật sư muốn đưa điều luật đến cho quý vị và các bạn. Thực ra thì trong cái hành nghề, tôi vẫn chuyên về dân sự hơn. Số lượng án dân sự chiếm khoảng 70% án của văn phòng, còn lại thì hình sự, hôn nhân và gia đình, và một số kết hôn có yếu tố nước ngoài chẳng hạn, những cái dịch vụ khác. Thì mình giỏi cái gì mình nói cái đó nha. Hôm nay thì luật sư muốn có một cái video có tên là chứng cứ và nguồn chứng cứ. Vì sao? Vì sau khi tư vấn cho quý vị và các bạn những cái cụ thể, những cái rất mà đơn giản, thì hôm nay tôi về một cái quan trọng nhất là quy định của pháp luật dân sự về chứng cứ. Vậy thì theo quy định của pháp luật dân sự, chứng cứ là gì? Tôi đọc cho các bạn nghe nhé. Điều 93 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015. Chứng cứ là vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp. Nói chung nôm na rằng là ai cũng được đi kiện, thì gồm có cá nhân và tổ chức giao nộp, xuất trình cho tòa án trong quá trình tố tụng. Trong cái quá trình mà thụ lý giải quyết thì mình đưa ra, mình nói rằng là tòa ơi, chứng cứ này là của tôi nè, chứng cứ này là cho rằng là tôi là người thật việc thật nè, tôi cho họ vay tiền đó tòa. Và khi mà họ vay tiền thì có cái giấy vay tiền nè tòa ơi. Hoặc do tòa án thu thập được theo trình tự thủ tục do bộ luật này quy định và được tòa án sử dụng làm chứng cứ để xác định các tình tiết khách quan cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp. Trước đây thì chứng cứ là gì tôi cũng đã phân tích cho quý vị và các bạn xem rồi. Tuy nhiên thì hôm nay trong cái chứng cứ và nguồn chứng cứ, tôi muốn xoáy mạnh cho quý vị và các bạn các cái nguồn chứng cứ theo quy định của pháp luật mà thôi. Vậy thì theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự có tổng cộng được liệt kê thành 10 nguồn chứng cứ. Nhưng mà thật sự ra là nó có thể là 11, 12, 13, thậm chí tới 20. Tại vì cái đoạn 10 á, khi mà các nhà làm luật không còn liệt kê nữa, thì các nguồn khác mà pháp luật khó quy định. Thôi thì giờ tôi chỉ đọc còn lại 9 cái nguồn chứng cứ cho quý vị và các bạn xem nha. Số 9 cũng đẹp. Cái 10 thì thôi bây giờ nó rất là chung chung. Trong cái 10 đó nó có thể phân thành 11, 12, 13, tới 15, tới 20. Mình không có cái sự tranh luận ở đây ha. Bây giờ mình chỉ nói 9 nguồn chứng cứ còn lại. Thì một số nguồn chứng cứ tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn cái ví dụ cụ thể. Các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử. Tài liệu đọc được. Tôi với ông kia ký một cái giao dịch hợp đồng đặt cọc. Tôi đặt cọc cho ổng là 100 triệu, tôi mua miếng đất là 1 tỷ. Giờ ông nói ông không có, ông nói ông không nhận. Trời ơi, tài liệu đọc được nè, hai bên có ký hợp đồng. Tôi cho ông kia vay 300 triệu, giờ ông không trả. Hên quá, có cái tờ giấy, tôi tên gì đó, tôi có mượn của bà Thu là số tiền nhiều đó. Tài liệu đọc được. Để sau này tòa nói đúng rồi, bà Thu này bà đi kiện thanh chấp hợp đồng vay tiền. Có chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Thu. Dữ liệu điện tử, hai bên có ký một cái hợp đồng, trong đó thì xuất một số lô hàng hóa với chất lượng, số lượng, chủng loại gì đó. Tuy nhiên rằng hôm nay bên A phát lại cho bên B, anh phát lại cái phụ kiện là bây giờ chúng tôi tiếp tục đặt cho ông thêm cái lô hàng là ngoài cái 10.000 cái sản phẩm đó, thêm 2.000 sản phẩm nha. Bên B thấy mừng quá, tự nhiên có đơn đặt hàng thêm 2.000 sản phẩm, kêu công nhân làm thấy mồ luôn. Cuối cùng
giao bên A nói ủa tôi đâu có nhận đâu. Thư điện tử đó, đơn đặt hàng 2.000, fax, email. Thứ hai là vật chứng. Thông thường trong một số cái vụ án dân sự thì vật chứng cũng nó thiên về hình sự thì nhiều hơn. Vật chứng của vụ án thì cũng ít có đem ra để mà đối chiếu so sánh gì gì đó. Thứ ba là lời khai của đương sự. Thưa quý vị và các bạn, đương sự trong vụ án dân sự bao gồm nguyện đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ông A khởi kiện tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, lên tòa hỏi sao ông có phải là con của người để lại di sản không? Dạ thưa tòa đúng. Thứ tư, lời khai của người làm chứng quan trọng mà bạn à. Hồi xưa tôi với tất cả ba đứa đều là bạn bè cho vay. Tôi làm chứng cho hai đứa tôi, bạn tôi nó vay, bạn giờ đứa lật kèo nói, đứa nói có, đứa nói không, kêu tôi ra tôi làm chứng. Tôi nói đúng rồi, cả hai A và B đều là bạn tôi đó. Nhưng mà tôi thấy sao tôi nói vậy. Kết luận giám định. Kết luận giám định thì thường trong một cái vụ án, kết luận giọng nói, kết luận về chữ ký, chữ viết các bạn ạ. Biên bản ghi nhớ kết quả thẩm định tại chỗ. Thì cái này trong cái thẩm định giá và kết quả trên đất có cái gì, có căn nhà, có công trình phụ, có chuồng bò, có 10 cây mít, 6 cây me chẳng hạn vậy. Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá trị tài sản thì cái này mình không nói nha, tôi đã nói rất là nhiều lần rồi. Văn bản ghi nhận sự kiện hành vi pháp lý do người có chức năng lập. Thì thông thường cái này thì chúng ta dễ thấy là cái vi bằng của thừa phát lại. Hai bên có giao nhận cái số tiền là 100 triệu để chứng kiến cho cái việc mà xác lập cái giao dịch là mua bán vì đất này là đất đồng sử dụng chẳng hạn. Văn bản công chứng, chứng thực. Văn bản giấy ủy quyền. Hồi xưa ông nói là ông ủy quyền cho tôi để mà tôi trực tiếp tham gia giao dịch. Giờ đã đời rồi ông nói là ông không ủy quyền cho tôi. Tòa ơi, đây là văn bản ủy quyền nè, chẳng hạn. Thưa quý vị và các bạn, trong các nguồn chứng cứ của tòa án thì tổng cộng có 10 nguồn chứng cứ. Tuy nhiên luật sư Thu vẫn thích số 9 hơn. Số 9 là có 9 nguồn chứng cứ bao gồm tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử. Thứ hai là vật chứng. Thứ ba là lời khai của đương sự. Thứ tư, lời khai của người làm chứng. Thứ năm là kết luận giám định. Thứ sáu là biên bản ghi nhận kết quả thẩm định tại chỗ. Thứ bảy là kết quả định giá tài sản. Thứ tám là văn bản ghi nhận sự kiện pháp lý do người có chức năng lập. Thứ chín, văn bản công chứng, chứng thực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Cảm ơn quý vị thêm một lần nữa và chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành.